Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Trường Kinh B được thành lập cùng với việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Trường Kinh B, trong từng bước đi lên phát triển của nhà trường đều có sự đóng góp quan trọng và tích cực của công đoàn nhà trường. Trong quá trình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng nhà trường, của công đoàn các cấp, Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Trường Kinh B đã thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phân công lao động sao cho phù hợp với khả năng sở trường của năng lực của từng người, động viên khích lệ để cán bộ công nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng năm học, xây dựng mối đoàn kết, xây dựng tình thân ái tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đó, công đoàn nhà trường nhiều năm được công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong những năm tới, công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng công đoàn trường để đạt thành tích cao hơn năm trước và làm được một số nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị nghị quyết của công đoàn cấp trên, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên, bảo vệ hợp pháp quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia vào công tác quản lý, xây dựng mối quan hệ trong cơ quan một cách hài hòa, ổn định, tổ chức và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do các cấp chính quyền và công đoàn ngành phát động.